Giờ ông đây trên mạng thì gọi là hot hit rồi đó. Cái gì đó, cái gì ta biết lỗi gì đó gì đúng không? Anh muốn chia tay. Không được ha, không được ha. Muốn chia tay ha. Không được đâu nha. Hình như em đang tạo trend trên mạng đúng không? Dạ. Thì bây giờ có cái động tác nào mà bây giờ anh em mình sẽ thể hỗ trợ là cùng nhau là lên cái mạng gọi là tạo trend hay không? Dạ được. Và bây giờ chúng tôi sẽ tạo trend mới trên top top của ca khúc gì nó chắc tay khúc gì. Dạ, ca khúc Ừ Em Xin Lỗi của Hoàng Yến Chibi. Music. Hả? Anh nói cái gì cơ? Anh muốn chia tay á? Không dễ đâu anh, anh muốn lật kèo á? Không dễ đâu anh, thật á? Không dễ đâu anh. Sit down, please. Rồi. Hả? Anh muốn chia tay.